thông tin tiểu sử ca sĩ Yến Trang Yến Trang, tên khai sinh Nguyễn Yến Trang, sinh ngày 15 tháng. 4 năm 1984, tại thành phố Hồ Chí Minh, là một nữ ca sĩ, MC, diễn viên, từng là cựu thành viên nhóm Mây Trắng, đồng thời cô đã từng cùng cô em gái, là Yển Nhi lập thành một đôi song ca Yến Trang. Yến Nhi, cô cũng là quán quân bước nhảy hoàn vũ 2013 và là một biểu tượng thời trang của showbiz năm lên 4 tuổi. Cô được gia đình cho tham gia sinh hoạt văn nghệ tại nhà thiếu nhi. Thành phố Hồ Chí Minh, lúc bấy giờ, cô gây ấn tượng với các khán giả thiếu nhi biết đến qua các ca. Khúc thiếu nhi, em vào mùa xuân, soi gương, hai ông lăng, chiếc khăn tay hình ảnh yến trang gắn. Liền với tuổi thơ của rất nhiều người với vai trò là ca sĩ nhí chuyên ca hát tại nhà văn hóa thiếu. Nhi thành phố Hồ Chí Minh, năm 2000, cô tham gia nhóm Mây Trắng và là một trong những thành viên đầu tiên của nhóm đội hình bốn thành viên gồm yến trang yến nhi em gái ruột của yến trang thu ngọc ngọc châu đã duy trì trong một thời gian dài và đã gặt hái được nhiều thành công và là một hiện tượng nhạc trẻ tại thời điểm bấy giờ lúc này yến trang còn được biết đến với vai trò mc trong chương trình hát với ngôi sao cùng với Nguyên Vũ và vai trò diễn viên một số mốc thời. Gian tiểu sử Yến Trang năm 2006, cùng với Yến Nhi, cô tách khỏi nhóm Mây Trắng, một thời gian. Sau đầu quân về Nguyễn Production, sau đó có tham gia dự án Ngũ Long Công Chúa cuối năm 2007. Sau khi dự án Ngũ Long công chúa kết thúc, Yến Trang và Yến Nhi cũng hết hợp đồng với Nguyễn Production và tự thành lập nhóm hai chị em Yến Trang Yến Nhi, hay còn gọi là nhóm Song Yến. Năm 2008, Yến Trang và em gái ruột Yến Nhi cho ra mắt album đầu tay của hai chị em mang tên Song Yến. Với các sáng tác của Sĩ Luân và Trịnh Thăng Bình, album nhận được sự đón nhận đông đảo từ các khán. Giả trẻ và top 5 album xuất sắc trong đề cử album Vàng Tháng 08 do Đài Hát TV Bình Chọn năm 2009. Yến Trang và Yến Nhi cho ra mắt sản phẩm tiếp theo của hai chị em, song Yến The Movie phần 01. Cider Mood là một sản phẩm ca nhạc và phim ý tưởng hay và lạ vào thời điểm đó của showbiz Việt. Năm 2010, Yến Trang tham gia diễn xuất chính trong bộ phim Tết Công Chúa Tin Bà Ngũ Hổ Tướng. Cùng với Bảo Thi, Ưng Hoàng Phúc, năm 2011, cô đã phát hành album Đầu Tay Ruby cuối năm. 2011, Yến Trang được mời đảm nhân vai trò giám khảo trong cuộc thi ngôi sao thời trang. Năm 2013, Yến Trang tham gia bước nhảy hoàn vụ cùng với bạn nhảy Ti Sô giành được ngôi vị quán quân. Của cuộc thi, Yến Trang được mời làm giám khảo cho chương trình bước nhảy hoàn vũ nhí 2014. Cùng với các học trò của mình, team của Yến Trang đã giành vị trí á quân trong mùa giải đầu tiên. Bước nhảy Hoàn Vũ nhí năm 2015, Yến Trang tiếp tục được mời vào vị trí giám khảo chương trình sau là sao? Trải qua 10 đêm thi, cùng với Yến Trang là nhạc sĩ Sĩ Luân, biên đạo Lâm Vinh Hải cùng giữ vai trò Giám khảo, năm 2016, Yến Trang đến chương trình The Remix hòa âm ánh sáng với tư cách là MC. Với MC Thành Trung trên kênh VTV3 cùng với em gái ruột Yến Nhi, trong phần trình diễn khách mời. Ca khúc xóa, song Yến đã thể hiện khả năng vũ đạo và giọng hát tốt đến khán giá, FB.